Quý khán giả thân mến, chương trình truyền hình chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2016 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ có những nội dung chính sau. Buổi sáng và trưa 5 giờ 3 phút ca nhạc, 5 giờ 15 phút chuyên đề doanh nghiệp thời hội nhập, 5 giờ 30 phút chuyên đề chính sách pháp luật, 5 giờ 40 phút thời sự thành phố Cần Thơ, 6 giờ 10 phút tin nóng 24 giờ, 6 giờ 30 phút gõ cửa trái tim, 7 giờ 5 phút phim truyện Hàn Quốc Lửa hận tình thù tập 58, 8 giờ bản tin tiếng Anh, 8 giờ 10 phút phim truyện Philippines Vì đó là em tập 45 giờ 46, 9 giờ 50 phút phim truyện Đài Loan Quán hiệp nhất chi mai tập 14, 10 giờ 45 phút alo bác sĩ, 11 giờ chương trình 11 giờ, 11 giờ 20 phút phim truyện Hàn Quốc Mẹ ơi cố lên tập 64 giờ 65. Buổi chiều và tối 13 giờ 10 phút với khán giả truyền hình thành phố Cần Thơ, 13 giờ 25 phút phim truyện Philippines Tình chị thiên em tập 67 giờ 68, 15 giờ 5 phút phim truyện Hàn Quốc Lửa hận tình thù tập 63, 16 giờ âm nhạc trong cuộc sống, 16 giờ 35 phút phim truyện Đài Loan Bao thanh thi, Bao công thật bao công giả 1 và 2, 18 giờ chuyên đề giáo dục đào tạo, 18 giờ 10 phút tin nóng 24 giờ, 18 giờ 30 phút thời sự thành phố Cần Thơ, 19 giờ làm chủ tay lái, 19 giờ 5 phút phim truyện Đài Loan Quán hiệp nhất chi mai 15, 19 giờ 50 phút sống vẻ đẹp, 20 giờ 5 phút đồng cảm và sẻ chia, 20 giờ 15 phút diễn đàn văn hóa nghệ thuật thành phố Cần Thơ, 20 giờ 45 phút tiểu phẩm đường tiếp tay cho buôn lậu, 20 giờ 55 phút phóng sự nệm vì sức khỏe, 21 giờ 5 phút món ngon mỗi ngày đưa theo nướng dầu, 21 giờ 10 phút đặc nhiệm lưu trắng, 22 giờ 55 phút bản tin thời sự thành phố Cần Thơ, 23 giờ 5 phút bản tin thế giới, 23 giờ 15 phút bản tin tiếng Anh, 23 giờ 25 phút phim tài liệu Cần Thơ đô thị của miền Tây, 23 giờ 45 phút phim truyện Hàn Quốc Phía Đông trường địa đàn tập 62. Quý khán giả thân mến, chương trình truyền hình ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình truyền hình sáng chủ nhật. Xin kính chào tạm biệt.